Đi này nó bia bia ra đây rồi. Đây thì nó bây giờ hẳn ra như con hổ mang rồi. Phải đi khám đi nhá, nghe cô đi khám bệnh đi. Nếu mà nó ở cái giai đoạn 2 hoặc là đầu 3 thì nó còn đấy, nó xin nhá. Thì nó còn nhanh như còn đây. Đây hiện tượng chắc bị rồi. Vì là nếu mà ăn uống mà nó khó hoặc là nó cứ đút lút ở cổ thì là sẽ bị ảnh hưởng của bíu u tuyến giáp, bíu cổ rồi. Xong mà nó làm cho mình gầy đi đấy. Nó ăn thịt của mình cái này. Đấy, thế nên là nhà mình bị rồi. Nhà mình đang trong tình trạng bị u rồi. Ừ, đi khám đi nghe cô. Không trượt rồi. Và đây gọi là u rồi, u tuyến giáp. Nó mà u lành thì ăn thua, mà nó mà u ác là chết toi. Vì là bà này gầy lắm. Ăn rất là nhiều. Phải rồi, bị u rồi. Chết rồi đi thì. Này, quay cổ cho mọi người nhìn. Cô quay độc cổ không thôi. Đấy, đây này, nó bìa bìa đây này, chị ngồi thẳng lên. Đấy, đây đi, nó tật tật đi thầy. Đây này, nó nằm đây rồi. Con cứ đi khám rồi biết. Đây rồi. Cúi xuống thế nè. Đây. Đúng không, cộm cộm đúng không? Phải rồi, thế mà không biết được bệnh mình. Chệt rồi. Đây này. Cô nhìn mãi, cô mới thấy nó ra. Nhìn mãi nó mới xuất hiện ra là bà này bị u rồi. Nhìn mãi mới ra bị u thật rồi. Đi khám nghe cô, ngày mai đi khám đi. Vì làm sao mình ăn mình đang vướng cổ, mình đang bị tắc cổ này. Xong hai là mình ăn nó không béo, mình cứ gầy đi. Đến là đang trong tình trạng mình bị u. Bị u rồi, u cổ rồi, chứ không có thể không được. Còn u này là u gì thì cô chưa dám nói. Nhưng đây chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng của u. Thế cháu có bảo hiểm không? Đấy. Có. Đây là bị u rồi. Ừ, nó bìa bìa đi thầy. Nó bìa bìa ra này rồi. Nhưng mà chị ăn nó khó chịu đúng không? Có nghĩa là cái cổ của mình bình thường này mình uống nước. Thường thường là ví dụ hoặc là mình ăn cơm mà thỉnh thỉnh nó bị tắc lên. Nó có đờm hay gì. Xong rồi mình cảm tưởng nó như kiểu là đôi lúc mình bị như kiểu là bị nghẹn. Đúng không? Rồi. Đây là hiện tượng bị u rồi. Sao này cứ bổ gầy thế đấy. Mưa gió riêng cái bíu cổ này càng ăn càng nuôi cái bíu cổ, càng ăn cơ thể mình thì càng bị gầy. Rồi ăn 3 bát 4 bát cơm không béo được. Đấy, đấy là nó do ảnh hưởng của cái u của mình. Nó sẽ ăn, nó ăn cơ thể mình cái này. Mình ăn bao nhiêu mình lại nuôi cái u đấy bấy nhiêu. Cái đang bị ảnh hưởng của u cổ rồi còn đâu nữa mà dồn. Thế mà lại không biết bệnh của mình, chết rồi. Thì nó đang trong tình trạng là nó chưa bị ảnh hưởng của cái giai đoạn. Ví dụ nó giai đoạn 3, mình có khi nó giai đoạn của mình là giai đoạn 1. Nó chưa thể như vậy làm cho cái sức khỏe của mình yếu được. Đấy, và u này thì nó có nhiều loại u. Có nghĩa là ví dụ là mình u ác, hoặc là mình u của cái u lành. Đấy, thì u lành thì người ta thường thường nó rất là dễ. Người ta sống rất là lâu, yên tâm. Đấy. Không có vấn đề gì còn lo đâu. Nhưng mà đây là hiện tượng bị. Vì là thế sò nó có cái tật ở đây rồi. Đây thầy, nó tật tật nó nhạy cảm. Là nó sẽ bị u đây này, xong nó bành bành ra đây này. Đi khám đi đây này. Đấy, của người ta làm gì có cái thế này, mình đây thầy. Đây thì nó bành ra rồi, đấy. Đấy chị sò, chị biết rồi đấy. Đấy nó bành của cái chị, nó bành cái này ra rồi là bị u rồi. Đây thầy, chị nhìn của cô nó có bị làm sao không? Của chị tự nhiên nó lồi lên cái chỗ này. Đàn bà mà lại lồi lên cái chỗ này. Đấy, đấy nó thành cục ở đây rồi. Đấy là hiện tượng bị u. Đấy, thấy chưa? Nó như một con trai nằm ở đây còn gì nữa. Thế mà còn không biết bệnh của mình nữa thì còn nói cái gì nữa. Trời ơi. Đây thầy, nó như một con trai nó nằm ở đây rồi. Rồi, nó lồi lên đây thầy. Đấy, đúng không? Nhìn thấy chưa? Nó như một con trai nó úp ở đấy rồi mà nó không biết bệnh của mình. Cứ mà làm sao nó gầy. Rồi, u đi kia thì, đến kia làm gì có. Cô đi thì chị nhìn cô, đàn ông chả có đi thầy. Mình đang bị rồi. Đây, nó hiện tượng là bị u đây thì của cô chị sợ mình xem nó có không. Đây thì của chị đây này. Nhìn thấy chưa? Nó nằm đúng thế này còn đâu nữa mà rộn. Đây thì nó gọi là u rồi đi thì. Ồ thì chết rồi. Không cần phải đi viện, cô cũng nhìn ra. May chưa? May gặp được cô đây chưa? Đấy, không gặp cô thì làm sao biết được cái bệnh của mình. Đây này.
ấy, mưa gió bão bùng thì cúp phóng xe là để... đi á, đây 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 này, đi khám mà nó không bị thì là cái hổ to, nhưng chắc chắn là bị, chứ không có thể cái hổ to được. Hổ to nó phải khác cơ, nó phải lồi lên mỗi cái hổ này cơ. Con thấy cục bằng cái chén rồi. Con thấy cục bằng cái chén rồi à? Đấy. Rồi. Đây đây, nó vành cái chỗ này lên rồi đi này. Đấy, bị rồi. Chết rồi. Nó có cục chứ không phải là hầu. Nó đang có cái cục này này, đây này, nó làm đúng đây này. Nhìn thấy chưa? Đấy, nó phè bên này ra, nhìn thấy chưa? Nó như con hổ mang. Đấy thì hai cái bên này nó phè ra rồi. Nó như một con hổ, cái mồm con hổ mang nó há ra. Đấy, đấy là hiện tượng của u cổ, u bíu. Đấy, từ đây đến đây nha. Nó từ cái đoạn này này, nhìn thấy chưa? Tay cô chỉ như này. Đấy, nó xuống cái đoạn này. Nó bìa cái này ra, nó bìa cái này ra, nó như một con hổ mang. Đấy. Đúng à. Đấy thì chưa, sờ thấy chưa? Rồi. Đúng rồi. Thế mà không biết. Phải rồi, bị đi thì ổn rồi. Ôi, cô làm việc nhiều cô phải biết chứ. Đây thì nó là như một cái con hổ, con cái con trai nó úp mà mình. Cái con trai nó như là úp đúng như thế đấy thầy. Đây. Này nó bìa ra đây, nhìn thấy chưa? Đấy, đây này nó bìa ra cạnh ngay nữa đây này. Đấy, đây này nó nằm ở đây. Đấy, nó nằm đây đúng vào bên đây mới bên đây rồi còn đâu nữa mà dọn. Cô quay cổ thôi, cô không quay mặt đâu mà sợ. Giờ lo bệnh. Chết rồi. Sinh cái này mà lại đẻ bệnh. Tiền để làm gì? Buồn nhá. Buồn cái gì mà phải buồn? Biết đấy cô chả bảo nữa, xong kệ. Thế sao lại phải buồn? Năm sau mà phải buồn. Kệ nó chứ, mình có bệnh mình phải chữa đi chứ. Thế bây giờ cô đến đây mà không nhìn ra bệnh thì làm sao mà về mà chữa được. May làm sao cô nhìn ra bực bệnh cho ấy chứ. May hôm nay làm sao lại mưa gió bão bùng. À mưa gió bão bùng tìm đến đây à. Bảo em chồng là ở ngay quan nhân đi ra lấy cho chị với. Cô mà làm thẩm mỹ. Vừa đi học rồi. Đây này, đây thì nhìn thấy chưa? Thế nên là mình ăn nhiều. Ăn nhiều cũng không bao giờ béo được. Càng ngày nó càng gầy đi. Nó lui hết cái u cổ này rồi còn đâu nữa mà rộn. To à? Rồi còn gì nữa? Đây thì đây nhá, chị nhìn nhá. Chị nhìn nhá, nhìn thấy chưa, làm gì có gì đâu. Đây nó có chị, nó đang lồi ra như một con trai úp ở cái cổ này rồi. Đấy là hiện tượng bị u cổ, u bíu. U bíu này thì nó có nhiều loại u. Một là u lành, hai u ác. Hai nữa là u ác. Thì mình mà nếu mà không phải u ác thì rất là may mắn. Đấy. Thế nên là mai phải đi khám ngay. Xem là vào cái bệnh viện là u bíu. Đấy, vào bệnh viện u bíu cho người ta thử máu, người ta xét nghiệm xem mình nó bị như thế nào. Nếu không bị thì rất là may mắn, nhưng chắc chắn là bị rồi. Vì nó to thế kia mà nó lại khác bình thường thì nó sẽ phải bị bình thường. Ví dụ kính, những người bình thường là không phát hiện ra là chị bị bệnh. Nhưng đối với cô là cô nhìn là cô phát hiện ra ngay. Vì nhờ cô chiến bắt bệnh là cô phải biết. Đấy, thế nên là cái cổ kia là cổ hiện tượng bị như vậy là bíu cổ. Thế nên là có ăn nhiều đi bao nhiêu nó cũng không bao giờ béo được. Đấy, và cái bíu cổ đấy làm cho cơ thể của mình hay bị mệt. Đôi lúc mình cảm tưởng mình thở cố, mình thở rốc. Rồi, bị tụt hơi. Đấy là mình đang bíu cổ đấy. Bị rồi, như này chưa phải là chưa bị đâu. Bị tụt hơi rồi. Đôi lúc ví dụ mình đang ngồi như này nhá, xong mình cảm tưởng mình tụt hơi, mình phải nghển nên mình thở cố. Đấy là bị bíu cổ. Mà bản thân chị đang bị như thế, chứ chưa phải là chưa bị đâu. Nếu chưa bị thì cô không nói làm gì. Chết rồi, nay mới phát hiện ra bệnh. Hôm lọ là không phát hiện được. Nay mới ra bệnh rồi. Đây đây, nó như một con trai đây này. Hôm nọ chắc chưa làm lễ, cô chưa nhìn. Đây này, nó như một con trai đây này. Đây này, từ đây nhá, nó đến đây thôi. Đây này. Đúng không? Đấy. Bị rồi. Chết. Ơn rồi, làm sao con nhẹ nhàng. Thôi ơn rồi đi. Ngày thương thì cho nó. Không phải, không phải 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 lo lắng gì. Có nghĩa là mình đừng lo lắng gì nhá. Mình đừng lo lắng gì, mình cứ bình thường đi, coi như cái chưa có chuyện gì xảy ra.
Đấy, tư tưởng thoải mái, ngày mai đi khám thoải mái tư tưởng lên nhá. Ngày mai đi khám luôn, tư tưởng thoải mái lên, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đối với mình. Mình cứ bình thường, không phải lo gì phải khóc. Không đội gì phải khóc. Trời ơi, mạnh mẽ lên, đến gặp cô, nhớ đâu không bị gì sao. Đang khóc thì cả nhà này mệt lắm, bắt đầu ra bệnh đang khóc rồi. Đấy, không bị khóc khổ lắm nữa. Nhớ nó không bị thì sao? Phải rồi, phải đi khám, tư tưởng phải thoải mái nghe cô. Trời ơi, về lại nghĩ ngài nó suy sụp ra khổ thân ra. Thế cô hôm nọ là đến cái cô bảo bị biếu cổ, chồng cứ bắt chân cũng ngoài sân, cô bảo vào đây ngay. Bảo cô ơi làm sao bị chồng, vợ con vẫn đi công ty bình thường. Không tin cô, hôm sau cô bảo đi khám chứ không. Ba hôm sau đi khám ở bệnh viện ung biếu giai đoạn cuối. Có địa chỉ mà cô đăng lên mạng rồi đấy, chứ không thể không đâu. Đây là bị, bị là cứ tư tưởng thoải mái lên nghe cô. Phải rồi, mình là còn may, may làm sao đến đây cô mới nhìn thấy được. Đấy, về mình còn biết được mà chưa. Còn bây giờ bệnh nó ủ, bây giờ bị tụt hơi rồi. Thở tụt hơi này, mình bị tụt hơi đấy là hiện tượng biếu cổ. Có cái gì đâu mà sao cô không biết. Phải rồi, mình biết sớm mình chữa trị đi là nó sẽ khỏi. Tư tưởng thoải mái lên, về ăn uống bình thường. Rồi, nay nó ửa đến to này, giờ còn đâu nữa mà rồi. Bác ơi, bác đi thẳng đi. Vâng. Đây là bị rồi. Thế chứ này, nó to như thế này rồi còn gì nữa. Đây đây, chị nhìn thấy chưa? Nó u hết lên rồi. Nó phải như còn con hổ mang. Làm sao là cô lại nhìn ra được cái chứ. Bình thường nó không phát hiện được đâu. Bình thường các chị làm sao phát hiện được người này bị u cổ, bíu cổ. Này là hiện tượng bị bíu rồi chứ không có trượt được đây thầy. Bà thắp hộ cô đi. Ở trong này này. Đây là bị rồi, chết thế cái chứ không phải được đi. Thôi cứ phải thoải mái tư tưởng đi, đừng nghĩ ngợi gì nghe cô nhá. Nghe cô là thành công. Đấy, về xin gia tiên tiền tổ nhà mình. Mai con đi khám bệnh cho con, như vậy là không có bệnh gì hết. Bệnh nặng trở nhẹ, nhẹ sẽ biến hết. Biết thì chả gọi nữa là xong. Cứ khóc cái này buồn lắm. Càng ăn nhiều thì lại càng nuôi cái bíu cổ này. Không phải khóc. Nhớ là không bị sao? Thì cũng là biếu. Thì cũng là biếu. Nhớ không phải biếu thì sao? Có biếu. À, có biếu á. Có biếu. Bị rồi. Cô cứ nói thẳng đi, bị thật. Lạc quan lên đi, nghe cô. Thoải mái tư tưởng đi. Mình may làm sao, may là mình gặp được thầy, được thuốc chỉ cho mình. Mình về mình đi khám, mình mới biết ra bệnh của mình như là mình chữa. Còn bây giờ không đến đây thì làm sao biết được bệnh của mình, thì làm sao mà chữa được. Đấy, như nhà này cũng thế đi thầy. Đấy, cũng đầu tiên cũng bảo bác sĩ bảo không có bệnh gì đi thầy. Đấy, đến lúc kết quả ra thử máu ra, nó mới ra bị đi thầy. Chứ đến là bác sĩ bảo là làm gì phải bị. Đấy, chứ có bị đâu mà đi khám. Đến lúc bị đi thầy. Đấy, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Không có cô thì làm sao mà chữa được. Đây này nha, bằng sống, bằng chứng sống đấy nhá, ngồi sờ sờ đấy nhá. Chứ không phải là cô lừa lọc gì hay là giả tạo. Đây chị đây thì đúng không? Đấy. Rồi vào bác sĩ khám thì họng liếc, lưỡi liếc thì bình thường. Xong đến lúc mà lên phòng hồi phục chức năng đấy, người ta có hỏi, có những câu hỏi. Xong rồi cho bé ăn cái nào cái lọ cái kia đấy. Thì
bác sĩ về bảo là con chậm nói thật so với lứa tuổi của con. Thấy chưa? Thế thì không đi thì không đến xem bói nhà cô thì làm sao về cho con đi khám ngay hôm sau? Thế không sớm. Không đi khám thì làm sao buổi tăng động? Vâng, bác sĩ cũng về bảo là may sao gia đình cho đi khám sớm ấy. Đấy, cuối cùng người ta lại bảo thế. Vâng, cuối cùng người ta bảo thế ạ, may sao gia đình cho đi khám sớm. Chứ không đi khám sớm thì không bắt được ra bệnh. Vâng, khám sớm thì không biết bệnh. Đấy. Này là bị rồi. Ừ, đây thầy, ngồi thẳng thì cô nhìn lại xem nào. Phải rồi. Đây thầy, to thế này còn gì nữa. Chứ không phải là hầu rồi, đây là không phải hầu. Nó như quả trứng đấy, như kiểu con trai nó úp từ đây này. Đây là bị rồi, không trượt rồi. Đây thầy. Nó nghẹn cổ đúng không? Sờ vào nó bị nghẹn cổ đúng không? Đây thầy, nó bị từ đây. Đấy, nó như một con trai úp đây này. Thế này, từ đây nhá, xuống đến đây. Đấy, nó là như một con trai úp ở đây rồi. Đấy, nó bành ngay đây, nhìn thấy chưa? Đấy, đây là hiện tượng của úp bíu cổ, không trượt tí nào. Chẩn không? Đấy là hiện tượng bíu cổ rồi, không có trượt rồi, ca này không trượt rồi. Chưa có ca nào trượt đâu. Chưa một ca nào trượt. Mai gửi bệnh án cho cô. Đấy, mai gửi bệnh án cho cô à? Mai đi chụp đi, chiếu đi, xong mà gửi bệnh án cho cô xem nào. Chứ bệnh này là chắc chắn rồi. Đấy, cô sợ nó lại ảnh hưởng của ba đờ rô. Ba đờ rô nó sẽ ăn đến đâu nó lui hết cái bíu đấy. Con đừng ăn. Đấy. Rồi, ăn khỏe lắm ạ. Khổ lắm, riêng cái đấy nó ăn khỏe cơ. Đấy. Riêng cái đấy cứ ăn hai bát không lo. Cái giống này nó thế, cái giống bíu này nó thế mà. Lạc quan lên, coi như ngày hôm nay mình gặp được thầy thuốc. May sao ấy, thật đây là bíu 100% rồi chứ không có trượt ca này rồi. Riêng ca này không có thể trượt được. Chẳng nhẽ cô lại nhìn nhầm hay sao mà rồi. Đây là bị rồi chứ còn. Còn có nghĩa là những người đến nhá, có một bà hôm vừa giờ đến đấy, có một bà này bị bíu à, bị u phổi rồi. Con đang ở nằm ở bệnh viện phổi, con về đi. Trốn ở bệnh viện để về nhờ cô đấy. Xem bói để xem cô có bắt ra bệnh không. Đến cái cô bảo ngay. Đấy chứ không có thể không đâu. Đây là bị này. Rồi nhưng mà nay đúng rồi. Đây thì đây này. Đấy nó to từ cái chỗ đoạn này to xuống. Nó to từ chỗ đoạn này nó to xuống đây. Nó bìa ra như một con hổ mang. Như con rắn nó há mồm đấy. Đấy gọi là bìa ra như thế này. Đấy là hiện tượng của bíu cổ. Xong nó làm cho cái cổ mình nó bị tắc. Đôi lúc mình ngủ mình thở hoặc là mình đang nói chuyện thì mình phải thở rốc lên cái này xong mình tụt hơi xuống. Đấy mình mới thở được. Đấy là hiện tượng nó đang chèn. Đấy như cô có nghĩa là cầu sao may nó là u lành. Chứ sợ nó là u ác hoặc là nó là bíu ba đờ rô. Ba đờ rô thì nó hiện tượng nó sẽ gầy mòn. Đấy ăn nhiều nhưng mà càng ngày càng gầy. Đấy nó lại như thế cơ, xong về không được ăn đậu phụ. Riêng mà ăn đậu phụ vào thì cái u này càng trống to. Đây là chắc là mới to thôi. Không để ý à. Nên là phải cẩn thận nhiều. Cứ lạc quan lên đi. Nha, tư tưởng thoải mái đi, mai đi khám bệnh xong gọi điện cho cô. Có số điện thoại rồi đúng không? Không có. Đấy, mai gửi bệnh án đi xem là người ta bảo như thế nào. Vào đúng cái bệnh viện u bíu cổ. Đừng khám chỗ nào. Vậy đừng bảo chồng, cứ thế là mai đi khám đã xem nó như thế nào. Chồng trở đi nó biết. Chồng biết. Đây này. Đấy, bây giờ là thế này rồi, nó u rồi, không trượt rồi. Làm sao ca này sai được. Đây là u thật rồi, không trượt được rồi. Đây thì bình thường đây, chị nhìn xem là mọi người người ta có bị như thế không. Của chị nó khác mọi người rồi. Nó to bè ra như con cái mồm con hòn rắn rồi. Còn đâu nữa mà rộn nó bè cái cổ này ra. Đấy, tự nhiên nó lồi lên từ cái chỗ cằm này xuống.
cái chỗ hầu này nó to ra. Đấy là hiện tượng của bíu cổ. Ăn nhiều, gầy, bíu cổ rồi, không trượt rồi, mai đi viện luôn. Đúng rồi. Không được, không được ăn, không được ăn đậu phụ. Nhưng mà giảm ăn các loại đậu. Đấy, quả đậu, quả đúng là không được ăn. Con cứ thích đậu quỳnh nè. Không được ăn những cái loại đấy. Phải giảm hết. Bị đấy, chứ không thể không đau. Mình phải, có nghĩa là mình phải liên kết ở trên mạng, gõ Google ra xem cái bíu cổ này kiêng những cái món gì. Đấy, nó có đấy, có chế độ ăn đấy. Nó có chế độ ăn của cái bíu cổ này này. Lành thì phải gọi điện cho cô. Cô bỏ cách cho. Nay là bị rồi. Chết tai rồi. Nay làm sao tự nhiên lại cô nhìn nó phát hiện ra. Nó lại báo lên là u cổ, bà này bị bíu cổ rồi. Thế à, mưa gió ngại đi lắm mà cuối cùng đến đây mà ra được bệnh là may lắm rồi. Tôi đi Hoài Đức ra đây à. Rồi. Này là không trượt rồi, bíu thật rồi chứ không có thể không được. Cổ kia mà không bíu có mà chuyện lạ. Đây thì của nhà ta bình thường có làm sao đâu, nhìn thấy chưa? Hôm nọ có một con bé cũng thế đấy, cũng không biết đâu, cuối cùng đến nó hóa ra như vị nào bị u tuyến giáp giai đoạn cuối đấy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, vẫn đi công ty bình thường. Ê chị nhìn thấy em bé này 18 tháng này đi viện, bác sĩ còn bảo bé này đi làm gì khám ấy thầy. Cuối cùng kết quả kết luận ra mấy bé bị bệnh giống như cô bắt bệnh ấy thầy. Đầu tiên chồng bảo không phải, chồng đầu tiên nhận đồng thì chị cũng bảo không phải đâu, còn video đấy, chồng bảo không phải đâu. Cháu nó chậm nói thôi, cô bảo cứ về mai cho đi bệnh viện. Mai đi bệnh viện đúng như thế luôn. Cuối cùng kết luận ra mới bị. Chứ còn đầu tiên khám là vẫn bầu không, hẹn 2 tháng sau đến khám tiếp. Đấy thầy nghe người ta kể đấy thầy. Có phải là cô nói đâu, tự người ta khoe đây thầy. Người ta tìm đến mưa gió, người ta tìm đến đây thì người ta khoe bệnh con người ta đấy. Cái tăng động này nó cũng thế, có đứa nó tăng nhiều là phát hiện được, còn bình thường như thằng cu này là không phát hiện là tăng động đấy. Vì nó nghĩ gia đình cứ nghĩ nó là nghịch thôi, vì là cứ nghĩ bảo hay là nó nghịch, nhưng mà cái kiểu nghịch đến cái là có phát hiện ra ngay là nó bị tăng động. Nó khác mấy đứa trẻ, ba đứa của anh nó đấy, xem thì mới biết được chứ không xem biết làm sao được. Xong rồi cô bảo nó bị chậm nói, phải đi khám xem là nó có bị dính lưỡi không, hoặc là nó bị ngọng, nó ngắn lưỡi là sẽ bị ngọng đấy. Nhưng nhà này nó nhất tâm, nó đi ngay hôm sau nó ra bệnh luôn. Hello cả nhà ơi, nhà cháu nay có khóa lễ, các thầy đang vào khóa lễ cúng 1 giờ, nhà cháu vào hầu, nhà cháu xin cảm ơn nhé. Sắp 3 mâm anh đến ạ, 3 mâm cơm. Dạ vâng ạ, nhà cháu xin cảm ơn. Chào Hải Nghiêm. Hôm nay nhà cháu hầu, nhà cháu mời cả nhà đến thụ lộc cùng nhà cháu, xong dự nhà lễ nhà cháu hầu. Mặt mũi đi phở phạc hết cả gia đình cả nhà nhìn này. Cô đẹp không có tên tuổi. Dạ vâng ạ, nhà cháu chỉ được cái mỗi cái đẹp không tên tuổi thôi. Nhà cháu chỉ được mỗi cái đẹp không tên tuổi thôi. Con rất muốn xem cô hầu. Đến đây đi, gặp cô trưa nay trực tiếp luôn, không cần phải qua điện thoại. Cô hầu đẹp lắm. Cứ đến đây gặp cô là ok ngay, trực tiếp luôn, không cần phải qua xem qua điện thoại nữa. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ vâng, nhà cháu xin cảm ơn. Chúc tất cả mọi người một buổi trưa vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, bên người thân nhá. Chúc mọi người thắng tiệc của mẫu phù dày, thắng tiệc của chầu ba bát ngàn, đắc lộc sai tại, vạn sự được bình an.
lộc buôn, lộc bán, lộc làm, lộc ăn, các uốn tiểu chuẩn bị thi cử học hành, được đỗ được đạt, được điểm cao hết nhé. Nghe cháu nguyện cầu cho muôn dân được ấm no, nhà nhà được hạnh phúc. Dạ vâng, nhà cháu xin cảm ơn. Nhà cháu xin nhận những lời chúc tốt đẹp tất cả của mọi người đã gửi gắm đến nhà cháu, và những lời tốt đẹp nhất của nhà cháu lại gửi gắm đến cho mọi người. Dạ vâng. Các thầy đang cúng, nhà cháu đang ở bên ngoài. Nay chị sinh gái đến tìm nhà cháu để cảm ơn vì đã được nhà cháu chỉ cho bé được bệnh. Bé 18 tuổi, bé bị ảnh hưởng của tăng động và bé bị ảnh hưởng của chậm nói. Đấy, gia đình cho bé đi đến khám thì ngày hôm nay đúng như lời nhà cháu xem cho. Ngày nay gia đình đến cảm ơn. Từ lúc mà bé gặp được nhà cháu, bé đã phát ngôn được nhiều tiếng rồi. Đấy, và bé sẽ thông minh hơn rồi. Và bé đang được uống thuốc của bác sĩ. Ông Thức ơi, ra đền đi, tạnh mưa rồi, ra đền Thụ Lộc đi ông Thức ơi. Ở đây Thụ Lộc đi. Phải đi khám nhé. Xem nó bảo làm sao, xem có đúng không hay là nhỡ nó có nhìn nhầm. Nhầm biết đâu được. Nhầm thì sẽ không nhầm, nhưng mà nó là lành nhưng mà giữ thôi. Nhưng mà nó hiện tượng này nó bị đấy. Chứ không có thể không được. Cô nói thì sờ mình thấy biết. Đấy, tôi nghĩ là chị sờ cổ cô mà xem có cái gì không. Đấy, đúng không? Đây, nó đấy. Quả trứng ấy. Rồi, nó như quả trứng của chị, nó như quả trứng nó nằm vào cổ này rồi. Đấy là hiện tượng bị bíu cổ. Rồi, nó đang như con trai úp ở đây thì nó là con trai, nó lồi lên đấy nhá. Nó chèn cho cái phế quản của mình nó bị hẹp đi, làm cho mình bị tắc nghẽn cái phế quản. Đôi lúc mình ăn mình bị nghẹn, hoặc đôi lúc mình đang ngồi mình thở rốc lên như này này. Đấy là do mình bị bíu cổ. Đấy, đấy thì nó bị tụt hơi. Tụt hơi là sẽ bị bíu cổ rồi, chứ không có thể không được. Mình đang trong tình trạng bị này, chưa phải là chưa bị đâu. Nên là mình phải cẩn thận vào, tư tưởng thoải mái lên, mai cứ đi khám xem ra làm sao. Đấy, có gì gọi điện cho cô chỉ tiếp cho. U ác cũng phải gọi điện, u lành gọi điện. Dạ, thưa chị, với cô là việc của nhà này cũng bảo là chấn trạch thì mình làm gì? Chấn trạch thì bây giờ ông ơi là 24 cô cầm lên. Đấy, vì là các thầy còn phải xin luyện. Cứ yên tâm đi cô. Rồi, có cái gì nhờ cô lo hết. Tí nữa cho nhà bác yên tâm đi. Bác yên tâm, nhà cháu đã nhận các bác rồi, nhà cháu sẽ hết mình. Vâng. Thế bây giờ các thầy bảo là lễ xong rồi. Xong rồi, tí giờ nhà mình Thụ Lộc. Ăn cơm xong rồi bắt đầu nhà cháu vào hầu. Hầu đến tối là xong. Nhiệm vụ 24 lại gặp bác tiếp. Dạ. Nhá. Dạ. Rồi. Chưa xong được đấy. Dạ. 24 là cháu sẽ cầm chấn trạch lên, là cháu sẽ chỉ cho bác cách để bác làm. Chứ còn bây giờ không phải yểm cóc. Nãy bà bảo là phải yểm cóc, ở nhà cháu không yểm cóc. Dạ. Yểm cóc là người ta yểm theo kiểu phù thủy. Dạ. Nhá. Dạ. Để chấn trạch là giấy để chấn trạch. Dạ. Cái nhà mình để cho nhà mình nó làm ăn các thứ. Dạ, trình với cô là thế này. Vâng. Đấy, nó lấy bác cứ đòi bộ là thế phải chấn trạch cóc. Thế bộ không, nhà cháu không làm chấn trạch cóc, nhà cháu không làm phù thủy. Nên nhà cháu không chấn trạch cóc được. Chấn trạch cóc là thường thường người ta bị trùng, người ta chết. Trùng, người ta mới yểm ở nhà, yểm ở mộ. Đấy, người ta yểm theo kiểu các thầy nặng tay. Đấy, mà là yểm như thế là làm ăn sẽ là không tụ được lộc. Mình sẽ không tốt, đấy là theo yểm phù thủy. Có nghĩa là người ta yểm cóc là yểm phù thủy rồi. Bác cứ đòi làm như thế. Nhà cháu ở nhà cháu không làm được cái việc đấy. Đấy, bây giờ đã theo nhà cháu rồi là cứ đi là theo thôi. Trình cho cô là đấy là cô em ruột. Vâng. Cái phần tôi thì cũng đấy là cháu cũng thưa chuyện với bác như thế, vì lúc nãy bác gái đòi hỏi như thế. Đấy, cô em ruột. Tôi trình với cô rồi, tức là tôi cũng ngày xưa là đi học thì là nhà nước dạy là mô tần, nhưng mà tôi đã nói là cái gì mình không biết cũng không nghĩa là không có. Vâng. Đã tin thì là đã tin thì theo. Rồi ạ. Đã theo thì phải đi. Vâng. Thế thôi. Hôm qua con xem cô hầu hết đấy. Con ở xa quá. Con ở đâu? Hôm qua con thấy cô hầu thế nào? Đẹp. Xem cô nghiện không về được.
Quà rất là đông. Ô Hải không đến rồi con. Thế á. Cả nhà ơi. Nhà cháu mời cả nhà. Hôm nay nhà cháu hầu cả nhà ơi, nhà cháu mời cả nhà đến Thụ Lộc. Con tí phải cầm hộp phấn son đến để trang điểm. Bố ở dưới này mà. Thôi chốc chị ấy. Múc ướt lên. Thế á. Thế dưới đi. Đây là rơi lông mi à. Thế tôi. Tí nữa tính tiếp.